Chào anh chị, em là Dũng Era. Hiện tại em đang đứng tại cầu Phước Long, cái cầu nối liền giữa quận 7 Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, nằm trên con đường huyết mạch Phạm Hữu Lầu. Vào năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố đã có kế hoạch triển khai xây dựng cầu mới do vấn đề cầu cũ đã quá tải và nhằm làm giảm tình trạng ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía Nam, cũng giống như là cầu Phú Sương 2 và Huỳnh Tấn Phát. Thì sau vài lần vướng mắc thi công, cho đến tháng 12 năm 2023, cầu Phước Long đã được bàn giao mặt bằng hoàn toàn cho chủ đầu tư. Như anh chị đã thấy, ở đây đã giải phóng hoàn toàn. Thì quy mô của cầu có chiều dài là 680m, chiều ngang là 10,5m, và tổng mức kinh phí đầu tư đến thời điểm hiện tại bây giờ là 748 tỷ đồng. Và dự kiến là vào cuối tháng 12 năm 2024 này mọi thứ sẽ hoàn thành. Và như vậy, sau khi mọi thứ hoàn thành, nó sẽ giải quyết được rất là nhiều về vấn đề ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Nam, cũng giống như là cầu Phú Sương 2, Huỳnh Tấn Phát và con đường Phạm Hữu Lầu này. Thì từ dự án của chúng ta đi đến cái cầu này là chưa đến 1 km. Như vậy có thể thấy, sau khi cầu xong, có thể thấy được là các dự án gần đây và kể cả CS sẽ tăng giá rất là nhiều. Và nếu như anh chị có nhu cầu mua bán chuyển nhượng, xin liên hệ với em. Và sau đây, xin anh chị để theo dõi công trình và cũng như dự án cầu đang thực hiện gấp rút để triển khai và bàn giao vào cuối tháng 12 năm 2024 này. Xin cảm ơn.